Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, mạng xã hội Facebook xôn xao trước clip một cảnh sát bị chiếc xe Mazda CX-5 biển kiểm soát 29A45000 hất lên nắp cabo trên đường Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Đáng chú ý khi cảnh sát bám trên nắp cabo thì chiếc xe này đã không chịu dừng lại mà tiếp tục di chuyển với tốc độ cao, lạng lách. Chỉ đến khi gặp một chiếc xe buýt đi ngược chiều thì chiếc xe này mới đi chậm lại, lúc đó chiến sĩ cảnh sát đang bám trên nắp cabo xe cũng bị ngã xuống đường. Đoạn clip ghi lại hình ảnh sự việc được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều bình luận từ người dùng Facebook. Trong đó, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc lên án hành động liều lĩnh của tài xế ô tô con. Bên cạnh đó, nhiều bình luận bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của chiến sĩ công an. Trao đổi với phóng viên chỉ huy đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thanh Trị cho biết, vụ việc xảy ra trưa nay ngày 1 tháng 4. Chủ huy đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thanh Trị cho hay, tôi đang đi họp thì nghe anh em báo có vụ việc, tôi đang về đội để kiểm tra sự việc. Lãnh đạo công an huyện Thanh Trị cho biết lực lượng chức năng đang truy bắt tài xế trên. Ngày 1 tháng 4, Công an huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Hà Văn Huấn, sinh năm 1982, ngụ xã Canh Thuận, huyện Vân Canh về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, khoảng 14 giờ 40 phút chiều ngày 9 tháng 2, Tổ công tác Cảnh sát Giao thông Công an huyện Vân Canh đang làm nhiệm vụ tại km 02-300 tuyến DH44 thuộc làng Hà Lũy, xã Canh Thuận thì phát hiện Hà Văn Tuấn có dấu hiệu say xỉn trong quá trình điều khiển mô tô. Ngay sau đó, tổ công tác yêu cầu huấn dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn cho kết quả vi phạm 0,232mg trên 1 lít. Tiếp đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện nhưng huấn không chấp hành bỏ về nhà. Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ công tác triển khai lực lượng chuyển địa điểm tuần tra theo kế hoạch. Khi ô tô tuần tra di chuyển ngang qua nhà Huấn thì bất ngờ bị Huấn dùng một viên đá ném làm kính chắn gió phía sau xe ô tô vỡ hoàn toàn. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vân Canh đã nhận được kết quả trưng cầu định giá tài sản kính xe ô tô của cảnh sát giao thông bị vỡ với mức thiệt hại là 3 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Mới đây, một nguồn tin xác nhận tại buổi làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân, đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Liên quan vụ việc trên, tỉnh ủy Đồng Nai đã yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn báo cáo về vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo. Theo thông tin ban đầu, nhóm lừa đảo dùng công nghệ cao và xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật nói bà Hương vướng đến pháp luật. Tiếp đó, nhóm lừa đảo yêu cầu bà Hương mở tài khoản để chuyển tiền vào, sau đó nhóm này xâm nhập vào tài khoản để lấy tiền của bà Hương. Số tiền bà Hương bị lấy đi hơn 170 tỷ đồng. Trước đó, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức ngày 26 tháng 3, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc nữ chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai bị bốc hơi số tiền lớn trong tài khoản. Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cho biết cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin. Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương đang tích cực điều tra khi có kết luận sẽ công bố. Mới đây liên quan tình hình sức khỏe của bệnh nhân NHD, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não, theo bộ phận phụ trách chuyên môn của bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sau 6 ngày điều trị, tình trạng người bệnh đã có sự thay đổi theo hướng tích cực hơn. Cụ thể, tình trạng hôn mê sâu theo thang điểm Glasgow có cải thiện lên mức 5 đến 6 điểm, huyết áp ổn định, cắt được thuốc vận mạch, cắt được sốt. Tình trạng suy thận có cải thiện với lượng nước tiểu khá, tiểu được 3000 ml trên 24 giờ. Cho dù còn tiên lượng dài dặt nhưng tình trạng này đã có chuyển biến tích cực hơn so với trưa ngày 26 tháng 3 khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân từ Hà Nội chuyển về. Lúc đấy bệnh nhân hôn mê sâu với thang điểm Glasgow là 3 điểm. Đồng tử, hai bên giãn to 8mm, không có phản xạ ánh sáng, thở hoàn toàn bằng máy, huyết áp thấp 60 trên 30, mạch nhanh 136 lần một phút, đang phải duy trì hai loại thuốc vận mạch, adrenaline liều 0,6 microgram trên 1 kg trên pH, và noradrenaline liều 0,6 microgram trên 1 kg trên pH, sốt cao 39 độ C, thiểu dưỡng nặng, có suy đa tạng, suy tim, suy thận, hô hấp phụ thuộc máy thở, rối loạn đông máu. Bệnh nhân là nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở quận Long Biên, Hà Nội, được cứu chữa tại Bệnh viện 108 với tiên lượng xấu và theo nguyện vọng của gia đình thì chuyển về quê tiếp tục cứu chữa tại Bệnh viện Đa Khoa Phú Thọ tại khoa hồi sức nam sinh được duy trì điều trị tích cực bằng thở máy duy trì các thuốc vận mạch đảm bảo huyết áp truyền huyết tương kháng sinh hỗ trợ dinh dưỡng chăm sóc tích cực thông tin từ bệnh viện cho biết người bệnh đã có những thay đổi nhỏ theo hướng tích cực tuy nhiên tình trạng còn rất nặng tiên lượng gần và xa đều rất khó khăn vẫn còn phải duy trì các biện pháp điều trị hồi sức và chăm sóc tích cực hy vọng theo thời gian người bệnh sẽ có những tiến triển tốt hơn Trước đó ngày 27 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với TVM 16 tuổi để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án này có đồng phạm hay không. Thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn, ngày 31 tháng 3, huyện có công văn về việc tạm dừng sáp nhập trường tiểu học tại thị trấn Triệu Sơn nội dung công văn nêu, mặc dù được Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thị trấn Triệu Sơn tuyên truyền phổ biến giải thích về chủ trương, quy trình các bước sắp nhập trường, tuy nhiên đến thời điểm sau buổi đối thoại chiều ngày 29 tháng 3, tại trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, đa số phụ huynh và người dân vẫn chưa đồng thuận. Trước tình hình trên, để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, đảm bảo việc đến trường học của học sinh trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Ủy ban Nhân dân huyện đề xuất Ban thường vụ huyện ủy trước mắt xem xét tạm dừng việc sắp nhập hai trường nói trên để tuyên truyền vận động người dân hiểu rõ về quy định chủ trương tạm dừng sắp nhập trường tiểu học trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thị trấn có ý kiến như sau: Ủy ban nhân dân thị trấn chưa thực hiện việc lập đề án phương án sắp nhập trường tiểu học trên địa bàn, không thực hiện sắp nhập trường khi chưa lấy ý kiến của cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh và nhân dân. Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vẫn giữ nguyên vị trí tổ chức dạy và học bình thường. Ủy ban nhân dân thị trấn yêu cầu trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tuyên truyền vận động học sinh không tự ý nghỉ học làm ảnh hưởng đến học tập của học sinh trường phải tuyên truyền cho phụ huynh tiếp tục cho học sinh đến trường nếu các phụ huynh vẫn cố tình không cho các cháu đi học là vi phạm quyền học tập của các cháu trường cần giao các giáo viên nắm chắc tình hình số lượng học sinh đến lớp quản lý và tổ chức dạy học bình thường hàng ngày giáo viên tổng hợp danh sách học sinh tự ý nghỉ học không lý do báo cáo lãnh đạo nhà trường để báo cáo ủy ban nhân dân thị trấn Ủy ban nhân dân thị trấn đề nghị ban đại diện hội cha mẹ học sinh của nhà trường phối hợp với nhà trường tuyên truyền đến tất cả các bậc phụ huynh hiểu rõ về nội dung chưa thực hiện việc sáp nhập trường, tuyên truyền vận động để học sinh đi học bình thường, không vi phạm quyền học tập của các cháu. Ban chỉ huy các tổ dân phố 1 2 3 4 tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương tạm dừng việc sáp nhập để phụ huynh học sinh đưa con em đến trường không làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Trước đó, chiều ngày 27 tháng 3, phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đồng loạt cho 457 học sinh nghỉ học để phản đối chủ trương sáp nhập với trường tiểu học Lê Văn Tám. Phụ huynh đưa ra lý do sáp nhập trường khiến cho việc đi lại của học sinh xa hơn, nguy hiểm cho cả học sinh và người đưa đón khi phải đi qua đường tỉnh Lộ. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất không đảm bảo số lượng học sinh quá đông. Phụ huynh có hai con học tại trường quốc tế Mỹ Việt Nam, AISVN cho biết, chiều ngày 31 tháng 3, nhà trường gửi email thông báo con họ sẽ nghỉ học vào ngày 1 tháng 4. Nhiều phụ huynh khác cũng xác nhận con của họ nghỉ học ngày 1 tháng 4. Hơn 1.200 em đã nghỉ từ hôm 18 tháng 3. Những ngày sau đến trường nhưng không có giáo viên. Trường sau đó cho học sinh nghỉ xuân từ 23 đến 31 tháng 3, hẹn mở lại từ ngày 1 tháng 4. Trong email, trường Quốc tế Mỹ Việt Nam cho biết chưa thể lập tài khoản ngân hàng đồng sở hữu ba bên là Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường, phụ huynh vào cuối tuần để nhận hỗ trợ từ phụ huynh. Vì vậy, trường cần thêm thời gian để giải quyết vấn đề tiền lương của giáo viên. Thông tin ngày họp chính thức sẽ được thông báo trong ngày 1 tháng 4. Vị phụ huynh này nói: "Tôi sẵn sàng đóng thêm tiền để con được tiếp tục học ở trường, mong rằng trường cùng cơ quan chức năng sớm xúc tiến việc này." Thời gian qua, lùm xùm tài chính tại trường quốc tế Mỹ Việt Nam đóng tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, khiến giáo viên đình công vì bị nợ nương và học sinh phải nghỉ học vào ngày 18 tháng 2. Theo dự kiến, trong một tuần lễ nghỉ xuân bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3, chủ trường sẽ mời gọi làm việc với các quỹ đầu tư để có lộ trình, phương án đảm bảo việc dạy và học cho học sinh. Tại cuộc họp ngày 30 tháng 3 giữa đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng trường và phụ huynh trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, phần đông phụ huynh thống nhất phương án đóng thêm tiền để duy trì việc học cho học sinh đến hết năm học 2023-2024. Cơ quan ban ngành sẽ mở một tài khoản ngân hàng mới để thu các khoản đóng góp và tài khoản này chịu sự giám sát của các bên cùng đại diện phụ huynh. Phương án giải hạn, phụ huynh nào đã tham gia hợp đồng góp vốn với nhà trường sẽ tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư dưới sự giám sát của sở ban ngành để tiến hành tái cấu trúc Ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, nếu đóng góp, phụ huynh sẽ là người giám sát quỹ này, cơ quan chức năng cử người hỗ trợ để học sinh sớm trở lại học tập. Phương án phụ huynh đóng tiền tiếp tương đối hợp lý, bởi nếu chuyển trường, phụ huynh cũng phải nộp học phí ở nơi mới. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 8 và 9 tháng 6. Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông công lập không chuyên ở Hà Nội năm học 2024-2025 là thi tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường Trung học phổ thông công lập với 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Đây là kỳ thi có quy mô lớn với tính cạnh tranh cao. Năm nay, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố dự kiến có khoảng 133.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở. Bên cạnh những lo lắng của các bậc phụ huynh về tính cạnh tranh của kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập sắp tới đây thì cũng có nhiều phụ huynh băn khoăn, nếu con em họ không có nguyện vọng hay không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập tư thục thì sẽ đăng ký dự tuyển vào đâu. Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, năm học 2024-2025 các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển học sinh vào lớp 10. Cụ thể, các trung tâm thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập rèn luyện của học sinh được ghi trong học bạ. Nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả học lại của lớp đó các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được tuyển học sinh vào học lớp 10, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông không phân biệt khu vực tuyển sinh. Như vậy, dù cư trú ở địa bàn nào, học sinh cũng có thể đăng ký dự tuyển vào lớp 10 ở các trung tâm mà mình mong muốn, bảo đảm thuận tiện nhất. Thời gian đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên từ ngày 19 tháng 4 Học sinh lưu ý mất thời gian này để chủ động chuẩn bị hồ sơ cũng như tìm hiểu về các trung tâm để quyết định nguyện vọng đăng ký cho phù hợp. Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên về cơ bản, bảo đảm ở mỗi quận, huyện, thị xã đều có một trung tâm. Chị TNTN 44 tuổi công tác tại thành ủy Quảng Ngãi đã phản ánh về việc một số trang mạng đưa thông tin không chính xác, sai bản chất về vụ việc liên quan mối quan hệ giữa chị với ông VTT 34 tuổi ngụ tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Theo chị N, tháng 10 năm 2023, thông qua mạng xã hội, ông T nhắn tin tiếp cận chị và nói rằng mình đã ly dị vợ. Vì bản thân là mẹ đơn thân nên nghĩ chuyện hẹn hò với ông T cũng là bình thường. Sau một thời gian hẹn hò, tôi có phát hiện ông T vẫn nhắn tin qua lại với vợ cũ là chị PTT nên tuyên bố chấm dứt quan hệ. Sau đó, Ông Tê đánh tôi bầm tím mặt mày và hâm dọa nếu chia tay ông sẽ sát hại tôi. Không những thế, ông Tê đe dọa sẽ gửi video và hình nóng của tôi với ông đến nơi tôi công tác và tung lên mạng xã hội. Chị N nói. Mặt ông Tê hâm dọa chị Nờ vẫn chủ động chấm dứt qua lại nhưng sau đó đến ngày 11 tháng 3 năm 2024, ông Tê lại hâm dọa và cung cấp thông tin hình ảnh để vợ ông là chị PTT gửi đơn kiện chị Nờ. Ngoài ra, theo chị Nờ. Cuối năm 2023, ông T còn mang xe máy của chị đi cầm tại tiệm cầm đồ với số tiền 21 triệu đồng, sau đó chị phải bỏ ra số tiền 22,7 triệu đồng để lấy lại chiếc xe, toàn bộ việc này đều có ghi âm tin nhắn làm bằng chứng. Sâu chuỗi lại sự việc, tôi nhận ra bản thân mình đã bị vợ chồng ông T cố tình dâng bẫy tiếp cận nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hết lần này đến lần khác mục đích của họ là chiếm đoạt tiền của tôi. Đã vậy, một số thông tin lan truyền trên mạng không đúng bản chất vụ việc khiến cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng rất nhiều, chị N nói. Cũng theo chị N, sau khi phát hiện hành vi của ông T, chị đã làm đơn tố giác tội phạm đối với ông T đến cơ quan công an thành phố Quảng Ngãi. Công an thành phố Quảng Ngãi đã mời tôi lên làm việc, chị N cho biết. Trong khi đó, PTT vợ ông ntt cho biết bà rất bức xúc việc chồng mình và chị tntn có quan hệ bất chính ăn ở với nhau như vợ chồng dù cả hai vợ chồng đã có với nhau ba đứa con khi phát hiện chồng ngoại tình bản thân đã sốc dẫn đến động thai và phải nhập viện cấp cứu trong khi đó tôi đã nhiều lần liên hệ để ngăn cản nhưng bà tntn và chồng mình vẫn qua lại với nhau quá ức ức tôi mới viết đơn tố cáo hành vi quan hệ bất chính của bà tntn với chồng đến cơ quan chức năng chị Tê nói. Ông Bùi Phú Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi cho biết liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi đã nhận được đơn tố cáo của chị PTT. Ngày 18 tháng 3, ủy ban đã làm việc với bà PTT và các bên liên quan. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi đang xem xét hình thức kỷ luật đối với bà TNTN, dự kiến tuần sau Thành ủy Quảng Ngãi sẽ đưa ra hình thức kỷ luật đối với bà TNTN, ông Huy nói. Ông Bùi Phú Huy cũng cho biết thêm bản thân chị TNTN đang độc thân nhưng khi nghe có dư luận, đơn vị đã mời bà TNTN đến để chấn chỉnh yêu cầu bà TNTN không được tiếp xúc với chồng của bà PTT. Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây nhận được đơn trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Phương Thúy, 29 tuổi, tổ dân phố 1, Trung Sơn Trầm, về việc chị đi khỏi nhà từ sáng 29 tháng 3 đến nay chưa về. Khi đi, chị Thúy có mặc quần áo jean màu xanh nhạt, cầm theo điện thoại di động. Trước đó, vào chiều hôm 29 tháng 3, chị Thúy có đến Cục Sở hữu Trí tuệ, số 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội và để quên điện thoại ở đó, đến nay gia đình không liên hệ được với chị Thúy. Liên quan đến sự việc trên, Cục Sở hữu Trí tuệ cho biết sau khi nhận được thông tin, một phụ nữ tên Thúy có đến trụ sở Cục sau đó mất tích. Cơ quan này trích xuất camera thì thấy rằng khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 3, một phụ nữ đi vào Cục nhưng bảo vệ đã mời ra ngay, người phụ nữ này có đánh rơi chiếc điện thoại và người nhà đã liên hệ và đến nhận lại. Công an thành phố Hà Nội thông báo, ai biết hoặc nhìn thấy chị Thúy ở đâu, xin báo cho gia đình số điện thoại liên hệ 0377472622 hoặc công an phường Trung Sơn Trầm số điện thoại 02433931129. Mong mọi người cùng chia sẻ thông tin để gia đình sớm tìm thấy chị Thúy. Mới đây, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, sinh năm 1984, trú tại chung cư 390 Bồ Đề, quận Long Biên, giám đốc ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân do có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 khách hàng với số tiền 338 tỷ đồng. Khi vụ việc xảy ra, không ít người bày tỏ lo lắng và đặt ra câu hỏi quyền lợi của người gửi tiền vào MSB được đảm bảo ra sao sau vụ việc này. Trước vụ việc này, luật sư Nguyễn Thành Công, công ty Đông Phương Luật, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết cần phải xác định quy trình của MSB về việc gửi tiền của khách hàng, gồm nhận tiền của khách hàng, đưa số tiền này vào tài khoản và chuyển thành khoản tiền gửi. Quy trình này gồm những loại công việc cụ thể nào, nhóm cán bộ ngân hàng thực hiện các thủ tục đã đầy đủ hay chưa, nhưng quan trọng nhất là có phổ biến quy trình này đến cho khách hàng hay không. Luật sư Công nói, theo tôi, các ngân hàng đều có chính sách cho khách hàng VIP để hỗ trợ, tốt nhất cho nhóm khách hàng đặc biệt này nhằm giữ chân họ trong quan hệ với ngân hàng. Như vậy, cần phải xác định các khách hàng này đã nhận được thông tin để thực hiện giao dịch với đầy đủ các thao tác dù đó là giao dịch của khách hàng VIP. Chỉ khi xác định được chính xác vấn đề này thì mới có thể xác định lỗi do ai. Nếu khách hàng buộc phải thực hiện các quy trình trong hoạt động gửi tiền mà không làm đủ hoặc giản tiện để tạo cơ hội cho nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền thì theo luật sư công, phần lỗi này khách hàng phải chịu một phần, dù lỗi chính là nhân viên ngân hàng, tức đó là hành vi lừa đảo chiếm đoạt bị hại là khách hàng, nhân viên ngân hàng phải chịu trách nhiệm trả lại cho khách hàng. Trường hợp khách hàng đã thực hiện đầy đủ thủ tục theo thông tin mà khách hàng nhận thức đúng quy trình của ngân hàng thì lúc này tiền đã được ngân hàng quản lý, đồng nghĩa khi mất số tiền này là từ hành vi tham ô và ngân hàng phải có trách nhiệm trả lại khoản tiền này cho khách hàng. Ngoài ra, theo luật sư công với nguyên tắc chịu trách nhiệm của ban tổ chức khi nhân viên thực hiện hành vi sai phạm theo bộ luật dân sự hiện hành thì sai phạm mà nhân viên gây ra thì tổ chức đó phải chịu trách nhiệm cũng có thể được áp dụng vào trường hợp này bởi giao dịch ngân hàng khách hàng là loại giao dịch đặc biệt chỉ có một tổ chức duy nhất là ngân hàng mới được thực hiện giao dịch nhận tiền gửi rồi trả lãi định kỳ với quy định chặt chẽ về thủ tục lẫn sự bảo hiểm tiền gửi cũng như quy định pháp luật khác về trách nhiệm luật sư công nói doanh nghiệp ngoài ngân hàng vẫn có thể nhận tiền của cá nhân tổ chức rồi cũng trả lãi định kỳ nhưng đó không phải là tiền gửi mà là tiền cho vay hoặc tiền góp vốn hợp tác. Nếu xác định là tiền gửi thì chỉ có một tổ chức tín dụng duy nhất là ngân hàng mới có thẩm quyền đó. Như vậy, ngân hàng có các quy định chung của nhà nước ấn định được nhận tiền gửi và trả lãi định kỳ với hạn mức trần luật định mà không được vượt trần, còn doanh nghiệp thì không có bất cứ hạn mức trần nào. Vì vậy, quy định của pháp luật cũng rất chặt chẽ dành cho ngân hàng. Khi nhận tiền gửi, song song đó, quy trình nhận tiền gửi được luật hóa theo luật các tổ chức tín dụng và các văn bản dưới luật để hướng dẫn thực hiện đúng. Mọi hoạt động trái với quy định công bố là không đảm bảo và phải chịu trách nhiệm tương ứng. Trên cơ sở này, cần phải xác định trách nhiệm của MSB khi các văn bản chứng từ đã phát hành khi nhận số tiền gửi này của khách hàng đúng theo quy định. Cuối cùng, luật sư công khẳng định việc tiền bị chiếm đoạt là trách nhiệm của MSB bởi với trường đó giấy tờ đủ cơ sở xác định tiền gửi của khách hàng đã được nhập vào kho ngân hàng, nên đã phát sinh quyền được đảm bảo tài sản của ngân hàng. Việc mất mát là trách nhiệm của ngân hàng, chứ không thể đổ lỗi cho khách hàng để buộc họ phải đòi cá nhân đã chiếm đoạt là nhân viên ngân hàng. Nói về vụ án liên quan tới tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu tức Hậu Pháo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đông Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phạm Văn Hòa cho biết, không chỉ riêng hậu pháo, đã có trường hợp ghi âm, ghi hình, lưu trữ tài khoản chuyển tiền cho quan chức, sau đó tiếp tục nhờ vả quan chức. Những cán bộ khi đã nhận tiền phải giúp đỡ lại và làm nhiều lần hành vi trái pháp luật. Đại biểu đoàn Đồng Tháp đánh giá, tôi nghĩ rằng nếu làm đúng quy định của pháp luật thì hậu pháo không thể giàu nhanh như vậy. Việc hối lộ để được tạo điều kiện làm ăn đã từng xảy ra trước đây. Nhiều cán bộ khi nhận tiền của doanh nghiệp đã tạo mọi điều kiện hay bằng mọi cách để cho doanh nghiệp trúng thầu, trúng giá, để cho doanh nghiệp làm ăn được. Trước đó tại cuộc họp báo thường kỳ, đại diện Bộ Công an cho biết, Nguyễn Văn Hậu đã có những hành vi lũng đoạn, gây áp lực ép một số bị can là cựu quan chức Vĩnh Phúc để làm việc này, hậu dựa vào các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn. Đây là hành vi nguy hiểm, một dạng tội phạm mới gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị ở cơ sở, làm xấu hình ảnh của Đảng và chính quyền nhân dân đại biểu phạm văn hòa cho rằng bộ công an hiện chưa thông tin chi tiết việc hậu pháo gây sức ép như thế nào gây sức ép làm sao nên khó để đánh giá cụ thể ông hòa nhận xét theo tôi đây là loại tội phạm đã xảy ra trong thời gian qua nhưng có thể khác nhau về kiểu về hình thức nhận hối lộ ví dụ như nhận hối lộ công khai hay bí mật nhận trực tiếp hay nhận thông qua một người khác nhưng tất cả sau đó đều tạo điều kiện cho đối tượng hối lộ trúng các dự án từ đó, đối tượng tiếp tục lợi dụng quan hệ với các quan chức để làm việc với các sở, ban quản lý dự án. Những đối tượng làm ăn phi pháp, gian may như hậu pháo đều phải dựa vào quan hệ để làm ăn trục lợi. Do vậy, vụ án này cũng tương tự nhiều vụ việc trước đó. Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh, luật pháp Việt Nam đã xử lý nhiều vụ việc nhận hối lộ. Bên cạnh đó, theo đại biểu Phạm Văn Hòa, có trường hợp thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như không nhận tiền, ví dụ như trường hợp một giám đốc CDC vừa qua thì có thể xử lý về mặt hành chính. Tuy nhiên, trường hợp thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và nhận tiền hối lộ thì vụ việc phải xử lý hình sự cả đối tượng nhận hối lộ và đối tượng hối lộ. Đại biểu đoàn Đồng Tháp Phạm Văn Hòa nói, trong các vụ việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng phải tính đến việc sơ xuất do yếu tố chủ quan hay yếu tố khách quan, việc nhận tiền tiếp tay cho đối tượng hành động vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự. Những cán bộ vừa qua đều phải xử lý tội hối lộ. Vì đã nhận tiền để làm sai, các cá nhân trong vụ hậu pháo đều khai, đã nhận tiền và đều giao nộp lại để khắc phục hậu quả. Cũng theo ông Hòa, việc hậu pháo vươn vòi bạch tuộc tới các địa phương khác ngoài Vĩnh Phúc là không hề mới. Các vụ án lớn như Tân Hoàng Minh hay Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC đều làm ăn ở rất nhiều địa phương hay vụ kit test cũng phủ tới rất nhiều tỉnh thành. Đại biểu Phạm Văn Hòa nhận định, bước đầu hậu pháo bị phanh phui bởi những dự án đầu tư tại hai địa phương là Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi. Nếu không bị phát hiện, Đối tượng có thể vươn thêm các tỉnh thành khác. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã chính thức thông qua Luật Đất đai 2024, với tỷ lệ 87,63%, các đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành. Theo điều 252 Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025, trừ một số trường hợp đặc thù. Trong đó, Điều 190 và Điều 248 của luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Điều 190 quy định nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân sử dụng vốn, kỹ thuật, công nghệ thực hiện các hoạt động lấn biển, có chính sách hỗ trợ ưu đãi cho các nhà đầu tư thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật. Việc giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển được tiến hành đồng thời với việc giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Đây là nội dung được rất nhiều chuyên gia, đại biểu quốc hội quan tâm bởi như theo một chuyên gia đã từng nói, chi phí lấn biển nên được xác định ngay từ đầu vì dự án lấn biển thường là các dự án có quy mô lớn, có thể lên đến nhiều tỷ đô la Mỹ. Do đó cần đánh giá ngay từ đầu cho các nhà đầu tư biết để chủ động phương án tài chính cũng như không bị rơi vào thế bỏ cả tỷ đô la Mỹ để lấn biển mà không biết được giao đất hay không. Cũng theo Điều 190, hoạt động lấn biển phải tuân thủ các nguyên tắc luật định như bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển, phù hợp với quy định của luật khác có liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên dựa trên cơ sở đánh giá đầy đủ về kinh tế, xã hội, môi trường, bảo đảm phát triển bền vững, đa dạng sinh học, các yếu tố tự nhiên, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dân, hoạt động lấn biển phải được lập thành dự án đầu tư hoặc hạng mục của dự án đầu tư theo quy định phù hợp với quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị hoạt động lấn biển mà có phần diện tích thuộc khu vực bảo vệ di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh di sản thiên nhiên vườn quốc gia khu dự trữ thiên nhiên khu bảo tồn loài sinh cảnh khu bảo vệ cảnh quan vùng đất ngập nước quan trọng khu bảo tồn biển khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản cảng cá khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá khu vực cảng biển vùng nước trước cầu cảng vùng quay chở tàu khu neo đậu khu truyền tải khu tránh bão vùng đón trả hoa tiêu vùng kiểm dịch luồng hàng hải vùng nước để xây công trình phụ trợ cửa sông và các khu vực đã được quy hoạch sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh thì chỉ được thực hiện khi được quốc hội thủ tướng chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư Điều 248 Luật Đất đai 2024 sửa đổi, bổ sung 9 điều tại Luật Lâm nghiệp 2017, cụ thể sửa đổi nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng tại điều 14 bằng quy định không được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng vào dự án phục vụ quốc phòng an ninh quốc gia thành không được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng vào dự án phục vụ quốc phòng an ninh. Sửa đổi điều 15 về căn cứ giao rừng cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, bổ sung đối tượng được nhà nước giao rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng tại điều 16 sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại điều 19. Mới đây, công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp với công an huyện Bù Đăng điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong. Nạn nhân là Lê Kim Toàn 40 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 30 tháng 3, trong lúc Lê Kim Toàn đang ở tròi rẫy của một người dân ở thôn 2 xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, thì Châu Văn Cu, 39 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, cũng đi tới đây tìm bạn. Khi tới nơi, thấy Toàn đang lớn tiếng với mọi người trong tròi rẫy, nên Cưu vào can ngăn nhưng bất ngờ Toàn quay lại gây sự với Châu Văn Cu. Bị Toàn dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào người, Châu Văn Cưu tức chạy vào trong chòi lấy một con dao đâm nhiều nhát vào người Toàn, khiến anh này ngã cột xuống đất tử vong tại chỗ. Gây án xong, cu đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Trong ngày 31 tháng 3, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Bù Đăng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Mỹ, 30 tuổi, chú xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, mức án tử hình và Nguyễn Thị Huế, 28 tuổi, chú thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, mức án tù trung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, khoảng tháng 5 đến tháng 6 năm 2023, Mỹ mua chất cấm với số lượng hơn 1.678 gram thuốc lắc và gần 638 gram ketamin của hai người không rõ lai lịch. Sau đó, Mỹ hai lần bán cho Huế hơn 700 gram thuốc lắc. Số chất cấm còn lại Mỹ cất giấu trong người và tại phòng số 5, khách sạn Phú Sơn thuộc phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Tới ngày 12 tháng 6 năm 2023, khi mang hàng nghìn viên ma túy tổng hợp đi giao dịch, Nguyễn Thị Huế bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố Hà Tĩnh. Qua lời khai của Huế, cơ quan công an đã bắt giữ đồng phạm Nguyễn Thị Bích Mỹ hội đồng xét xử nhận định huế đã giúp sức cho hành vi mua bán chất cấm của mỹ trong việc nhận kiểm đếm và cất giấu huế còn mua thuốc lắc của mỹ để bán kiếm lời Ngoài ra, lực lượng chức năng xác định Huế còn mua 196 gam chất cấm loại ketamin của một người tên Lì, không rõ nhân thân lai lịch, về cất giấu trong nhà. Tại phiên tòa, hai bị cáo nói do hám lợi đã đánh mất chính mình, mong được hưởng khoan hồng để có thể sửa sai. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương, mầm mống phát sinh các loại tội phạm khác. Vì thế, sau khi xem xét các tình tiết, tòa tuyên mức án nêu trên. Theo hồ sơ điều tra, Mỹ và Huế là hai đối tượng sừng sỏ về mua bán chất cấm quy mô lớn ở Hà Tĩnh và Quảng Bình. Mỹ có một tiền án 12 tháng tù giam về chất cấm, ra tù năm 2021. Để qua mặt cơ quan chức năng, Mỹ tạo vỏ bọc là người kinh doanh thành đạt, có cuộc sống sang chảnh, thường check-in tại những địa điểm du lịch nổi tiếng, còn Huế từng bị tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, Quảng Bình tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất cấm.